Đây, sau gọi là gần 1 tiếng đồng hồ mày mò thì đây đó, có pin, con nhấn nút đi, con nhấn nút đi đó. Xe bị kẹt rồi, xe bị mất lầy rồi. Đó. Nói chung là cũng hơi nhiều chi tiết đó cả nhà. Cái này là phải 4 5 tuổi chơi chứ dưa hấu mới có 2 tuổi rưỡi. Thế nên phải có sự giúp giúp đỡ của ông bà cha mẹ mới gắn được cái đường ray này xong xuôi. Ê có chừng á, rồi. Lật 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 lật. Rồi con ráp là đi, con ráp là đi. Không, nó trong cái hình là nó chặn vậy mà. Rồi xe chạy ra ngoài luôn đó, xe vượt rào chạy ra ngoài luôn. Xe này bá đạo quá mà. Rồi, bye bye cả nhà nha.